đây, chị Ba bán cua đây bạn. Hôm nay đã không còn ngồi bên tủ nữa mà chị Ba ngồi bên cái mâm, cua được trưng lên mâm trở lại. Và bên tủ cũng để một ít gia vị với chanh với lại cua luộc. Chị Bảy đứng bên tay trái đó các bạn thấy không? Và xung quanh là chỉ là những anh YouTuber quay phim thôi, chứ còn mà khách thì không thấy, không thấy khách đâu hết. Và chị Ba với lại khoảng 7-8 anh quay phim. Và chị Bảy thì cũng đang ngồi không bên tay trái. Đó các bạn có thể thấy. Ba là sao hôm nay bỏ tủ rồi, bỏ ra mâm lại rồi. Tủ để tủ lên tủ ngoài à. Khó bán hơn hay gì? Để lên có chồng chị Bảy bên kia. Đây có khách rồi các bạn. Tính nãy giờ mới có khách đây. À, khách như chị mua hai con thôi. Mình ra trễ nhưng mà cua thì Ba còn rất là nhiều. Nãy giờ đứng thì có khách tới mua hai con thôi. Chị Bảy đang phụ ở trong cái quầy tủ kính nè, cho dì Ba ngồi bên cái mâm cua như ngày xưa. Thì dì Ba nói là để trong tủ nó cái tụt với lại nó không có thẳng hàng được cua. Anh ở xa đây không anh? Ở gần đây. Anh mua đây nhiều lần chưa anh? Dạ. Chị Ba đang lựa cua cho khách đây. Đưa cho chị Bảy cơ. Cần phải là có chị cho bạn. Cua em chứ không em đâu. Rồi cảm ơn anh Quyền. 35.000 tiếp tục thử cua để cho chắc cho khách. Rồi em mới tính nói anh chị Tiền Thành. Mèo mèo. Hỏi lại đi mèo mèo. Nha, hỏi lại nha. Cua rất là nhiều gạch và chắc. Quá trời gạch luôn. Với cái kiểu đập quen thuộc của dì Ba, lấy cán dao và đập thành cái mình con cua và bắt đầu tách cua để thử cua thịt và thử xem cua nó có nhiều gạch hay không. Mùa xem cận cảnh nha các bạn. Hàn Quốc nói là tôi là người Việt Nam không có tiếng Hàn á. Rồi. Để khi mà đi qua thì mình sẽ lại đây của mình. Chắc bên mâm cua nó không bị đổ hay gì ba? Hả? Mình chắc bên mâm cua cũ nó không bị đổ hả? Không. Bên tủ nó đổ hay gì ba? Cái mâm cua giống như ngày xưa nè, cua rất là to đấy các bạn. Cái trang trí ngày xưa của dì Ba đó. Ngoài cái mâm cua dì Ba ngồi được xếp lại rất là chắc chắn như kiểu ngày xưa. Đến cái tủ này, chạy lại cái tủ này chóng mặt luôn à. Là theo đề nghị của phường để bán theo cái luật an toàn thực phẩm. Và hôm nay là trong cái
cái thùng của dì ba còn chứa một bì cua thôi. Cua hôm nay bán rất là chậm và còn rất là nhiều. Chào anh Hiếu Cần. Trải qua biết bao nhiêu sóng gió và rất là nhiều chuyện, cua dì ba vẫn ly kỳ và diệu tập. Nay dì ba sau những cái đợt mà lên phường họp về an toàn về lương thực phẩm và cả nộp thuế nữa, thì hôm nay mình ra trễ nhưng mà cua dì ba vẫn còn rất là nhiều, thì khách vắng và không còn ồn ào nấu náo nhiệt nữa. Bây giờ mình đứng mình chỉ thấy hai ba khách thôi, cua bán rất là chậm rồi. Và điều đặc biệt là với cái tủ mà để cho đúng theo an toàn thực phẩm thì hôm nay dì ba lại bán cái mâm cũ lại, ngồi bên mâm cũ, và dì Bảy ngồi bên cái tủ để cân và bỏ bì cho dì ba. Biết tháng rồi em biết tủ còi ở trên đó là cô dì ba lại có thêm khách rồi. Khách này là mới tới. Ok tầm mai nha. Năm con cua gạch là giá 1 triệu hơn. Thì anh chồng đang đứng phía xa. Anh chồng rất là ngại đứng từ xa từ bờ tới mua cua. Không thấy gì hết hả? Là những cua đúng rồi. Thấy không? Rồi những mưa với lại cái bạc nó xa quá nên là hơi tối. Nha, thông cảm nha Tâm Mai. Một lần tâm hết. Đúng rồi. Cách mua đây 5 con luôn các bạn. Ví dụ là hai con riêng cho cái bịch. Bây giờ mà muốn làm gì cần trời mà để nổi đây. Khách yêu cầu bỏ thêm hai con cua vô hai cái bì riêng để ra một phần riêng. Và dì Bảy đang giúp dì ba cua bỏ ra cái bì đấy. Những người ăn tại chỗ với lại chồng ngoại quốc thì mình giới thiệu qua cái bàn nước là đường phía sau chỗ dì ba cua. Rồi xong rồi dì Bảy bỏ cua trong bì xong rồi. Giấu thuốc và cái gì đủ cái gì. Em cũng bị em mà. Khách vừa mới mua cua của dì ba thì đi với chồng ngoại quốc, thì khách muốn ăn tại chỗ này là qua cái quán nước bên lề đường gần ở chỗ dì ba cua bán luôn, thì đang ngồi đây để ăn cua cho ngon. Cua dì ba chị ngon nhất là mua xong rồi ăn luôn nha bạn, nhưng mà để quá lâu thì nó cũng không tốt đâu. Thì hải sản thường thường như vậy, còn nóng thì nó rất là ngon. Để cái mâm cua ra như vậy thì phường có xuống có nói không chị Bảy? Không biết luôn hả? Mà đặc biệt phải có cái tủ này không vậy? Nói vậy đang mình biết cho mấy mua cái tủ nè, tại vì nó
mua anh ơi, mua gì ba đó. Đây mới có một chị khách ghé mua cua gì ba đây. Đây khách đặt cua trước nè. Mấy con này mấy con ngon á. Đây là khách đặt trước của cua gì ba đây. Chị ba đang tự tính vì chị Bảy mất nghe điện thoại, không có chị Bảy ở trong quầy thì dì ba tính rất là chậm. Ngày xưa đến giờ dì ba bán một mình cũng quen cũng tính nhưng mà hơi chậm mà các bạn. Được con nào cô lấy hết tại dì ba đi. Ở xa đây không chị? Nước ngoài về. Về đây lâu không ạ? 2 tuần. Mình ở nước nào chị ha? Đan Mạch về, ở châu Âu đó. Hôm nay chị mua mấy ký đấy chị? Mua hết, rất là 7. Chị mua, chị gái nó mua hết trên cái quầy tủ của dì ba. Đã hết luôn. Rồi, có dì Bảy vô rồi để tính tiền với lại bao bọc cho dì ba. Đây là chị khách ở Đan Mạch về, ở nước ngoài về Việt Nam chơi và cũng hay coi dì ba. Hôm nay dì tới dì mua hết cái cua ở trên để trên cái tủ chứ giúp cho dì ba để về ăn cùng với bạn bè và người thân. Thôi chị Bảy đã bỏ cho Bùi rồi. Chị ơi cho em giao lưu cùng cô được không? Chị hay coi dì ba lúc mà còn bên kia không ạ? Thôi chị thấy dì ba bằng xương bằng thịt ở ngoài chị thấy cảm giác thế nào? Thấy ở trên đó thì thèm về đây chạy vào đây kiếm. Dạ. Yeah. Chị còn ở Việt Nam bao lâu nữa chị? Từng sau em đi rồi. Dạ. Yeah. Thôi em chúc chị ăn cua ngon và có những cái hành trình mới thật là may mắn của chị. Thầy cô xanh mua chỉ một con đây. Đây là cái bì cua của cái chị nãy mua xong rồi đây. Rất là to và nặng. Đây là mấy ký đấy chị? Quên rồi. Nãy là một có cái tờ giấy trong đây nè. Có cái tờ giấy đây chị. Chị lấy tờ giấy chị thấy. Chị lập được đây. Đây nè. 2 ký. 2 ký 7 với một con gà nhỏ. Là tổng bao nhiêu tiền chị? 2.139. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Gái mua một cái suất trên hết trên tủ rất là nặng ấy các bạn. Đây chị đang đặt ráp. Chị cái này về thì khoảng bao nhiêu người ăn đây chị? 5 người. 5 người hả? Xin chụp hình kỷ niệm với dì ba. Chứ không tuần sau là đi qua nước ngoài lại rồi. Từ nha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gần nè. 1, 2, 3. Rồi, được rồi chị. Rồi, xong rồi các bạn, mình vừa mới chụp hình cho chị để chị giữ làm kỷ niệm. Cái hẻm cua không còn tấp nập như những ngày trước nữa. Lâu lâu thỉnh thoảng mới có những người khách ghé lại để mua cua gì ba không à. Hôm nay là chị đang đâu hả? Là chị Kim Phụng có gọi qua dì Bảy nè, rồi mua hết số cua ở đây và cho tất cả anh em ở đây mọi người. Hôm nay có điều bất ngờ là cua dì ba bán chậm nên chị Phụng ở Đài Loan về gọi cho dì Bảy, nó sẽ ủng hộ mua hết cái số cua đang còn lại trên mâm để chia cho mọi người ăn giúp dì ba. Chứ chị Phụng coi thấy từ xa thấy dì ba ghế quá nên là quyết định. Năm ký tư chị Phụng
Việt Kiều Đài Loan là mua 5 hết 5,4 kg. Còn rất là nhiều cua, hơn 5 cân rồi, 5 kg mấy. Nhưng mà thì Phùng Việt Kiều Đài Loan đã gọi điện hết để mua. Thì bảy tổng là bao nhiêu ký vậy bảy? 3,8 kg hả? Dạ. 5,4 kg hả? Chị Bảy ai mua vậy chị Bảy? Mua em. Chị Đài Loan, chị Phụng bên Đài Loan em. Dạ, chị mới gọi điện hả chị Bảy? Chị cũng thường mua, không chị Ba lắm. Rồi chị mua cái cua này chị để làm gì? Chị chia cho mấy anh em quay phim này. Phim này với lại anh Bảy gửi chị Ba gửi đồ, với lại chị xong hàng. Dạ. Với lại anh Tèo bán phở. Dạ rồi, mời em cảm ơn như vậy. Chị hết luôn mọi người đó, em kêu điều qua cho. Hơn 5 kg. Tổng là bao nhiêu ký á chị Bảy? 5 kg. 5,4 kg 30 em. Dạ 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 dạ. 3,8 kg đó. Dạ. 5,4 kg 30 thì chỉ có 3,8 kg thôi. À, chị Phùng mua vậy thì ba vui không? À Phùng phải không? Dạ Phùng mà gọi điện mua đó, chị ba có vui không? Vui chứ. Mới đến chuyện chị ba rồi, chị ba không biết ai. Dạ. Phụng ở Đài Loan hả gì ba? À. Hôm nay bán chậm quá gì ba hả? Dạ Phụng mới mua đeo. Dạ đúng rồi. 5,4 kg á gì ba? Khách tới mà chị Phụng mới mua hết cua rồi. Khách tới nghe hết cua là khách đi luôn. Cửa đó. 16 là ngày gì vậy ba? 16 là ngày cúng cửa. Cúng gì vậy ba? Cua hồn. Người Hoa là ngày nhiêu gì ba? Em muốn mua một con chia đó là một con. Chia đi. Chia em một con ha. Khách tới mua một con. Thì chị Bảy thôi lấy trong cái cua nãy gì còn mua thì chia cho khách cho vui. Em sao hai em đi trễ vậy? Dạ tại em không biết. Ở xa không em? Dạ xa. Gò Vấp xuống. Gò Vấp xuống. Và mấy bữa em mua lần nào chưa? Lần đầu mới mua luôn á. Là em coi biết gì ba qua kênh nào? Coi trên mạng Facebook YouTube á. À rồi. Hai bạn trẻ tiết ở xa tầng Gò Vấp lần. Thì coi gì ba qua những cái kênh YouTube với Facebook, ngày hôm nay cũng qua mua ủng hộ gì ba để ăn thử. Chị Bảy đang chia ra hả chị Bảy? Được 5 phần rồi. Bảy thì Phùng ở Đài Loan thì chuyển tiền bằng cách nào? Gửi qua cho Bảy, gửi thôi, địa chỉ. Gửi qua tài khoản Bảy hả? Không, gửi qua địa chỉ Bảy thôi à. Tại chị gửi chưa chị Bảy? Gửi thì Phùng mà không gửi thì sao? Gửi chưa, chị Phùng mua của chị ba hoài mà. Dạ, dạ chị Bảy. Chị Phùng là người quen của chị Bảy nên chị Bảy rất là yên tâm. À rồi, cảm ơn chị Bảy nhiều. Sao chị ba? Vừa chút ta bây giờ là mình hết cua cũng vui đó chị ba. Chị Bảy đang chia thành những cái phần nhỏ để gửi cho mọi người đó. Những chỗ mà gửi đồ nè, anh Tèo nè, những cái chỗ mà giúp cho chị ba ngồi bán cua ở khu vực này. Cua hết rồi. Cua xong rồi đó, ăn tại chỗ và còn đem về một chị người Việt với lại khách nước ngoài. Chị Bảy đang lấy những cái đùm cua nãy giờ phân ra để đi cho chị Bảy đang gửi cua với lại bánh bao cho mấy bạn quay phim và những người giúp chị ba.
Dì ba đi khám bệnh bú cổ người ta nói sao dì ba? Nói bú hơi chứ không sao đâu. Là đi mổ hay là sao dì ba? Tính mổ mà ta nó khỏi. Bác sĩ coi khám da đó, khám là nó không khỏi, nó mổ. Là uống thuốc thôi hả dì ba? Uống thuốc trị là nó sẽ teo dần bớt ha. Còn mình mẩy nhức này kia nọ.